明那万只高空，迎战前面急风，人也看似飞鹰，翱翔直着天空海阔。若你肯，其实都可操纵。情况无论吉凶，仍力拼每分钟。前路尽是崎岖，仍怀自信，不惜一切，未跌低，难道甘心沉谷底？不必怕，而捉紧你，不管怎样亦等你。雨过天晴以后，笑脸等于报仇，要以我手脚拯救出成就。过渡期无需喘气，竭尽力从不舍弃，要与每刻铭记，凭瞬间扭转生与死，要有这份勇气。Có tiện đi ăn cơm chung không? Nè. Sếp Phong. Vâng, để tôi. À, còn mấy phút nữa 12 giờ. Ừ, có lẽ vẫn còn kịp. Chờ tôi một chút. Thêm cái này. À, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sandra. Happy birthday.Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Nè, bây giờ đã thỏa mãn ba nguyện vọng của cô rồi. Có hạt giả bánh sinh nhật chứ người chúc mừng. Còn có chút thời gian, cô có thể cầu nguyện. Nè, mau lên. Thôi đi cây. Ăn được rồi. Báo của nghề mà, chắc có lẽ phải làm gì trước ngày. Bây giờ nói mát hả? Nếu là người khác, gia đình sẽ bị sợ đến nỗi chết. Bây giờ không có gì, đương nhiên phải nói như vậy. À phải, Kerry thế nào? Cũng thường thôi. Anh lo lắng cho chị. Tôi không có lo lắng chút nào. Mấy vị bác sĩ nói là không có bị cảm nhiễm. À. Alo. Phải. Phòng bệnh cách ly 4A. Phải chỗ đó được. À, phải tôi thì tò mò nhiều chuyện, kiếm anh rảnh ngày mai đi thăm. Ok, bye bye. Em trai có Kerry hả? Lỗ tai thiệt là thính, nghe là biết liền. Thiệt là xí xò. Là anh đó. Chị em họ thì thiệt là phiền. Đôi bên thì nói không thích đối phương, thật ra miệng thì nói cứng, nhưng mà lòng luôn bận tâm tới đối phương. Sếp Phong, thật ra sếp có phải mỗi lần chia tay sếp đều bận tâm đến đối phương? Sếp không thấy có chuyện sao? Trước tiên tôi muốn nói với cô, tôi không phải mỗi lần mà là lần đầu. Có lẽ cô kêu Kerry quen rồi, như là hành lý sách tay hay Kerry. Giải thích chị cũng được sao? Tôi mệt rồi, mình đi về. Thank you.
phải nhắc nhở cô đừng có ngủ khuya quá, ngày mai cũng phải đi làm. Biết rồi, anh ở kế bên nhà tôi mà. Ngày mai tới đón tôi. À, phải rồi, ngày mai mấy giờ? 6:40, chờ bên ngoài. Nhớ đừng có trễ, hẹn ngày mai. Được rồi, người ta sinh nhật mà không có lời đẹp. Thôi chào. Bye bye. Happy birthday, Sandra. Báo cáo khám nghiệm của cô đã có rồi. Cô thật sự không bị cảm nhiễm. Nghĩa là tôi không sao. Nhưng mà để thận trọng, tôi muốn cô ở lại để theo dõi thêm một ngày. Không thành vấn đề chứ? Không sao, tôi vẫn còn phải đi cách ly à? Không cần. Để lát cho người an bài cô ở phòng bình thường. Được, cảm ơn. Alo. Nhận được báo cáo khám nghiệm, tôi không bị cảm nhiễm. Chừng nào có thể xuất viện? Còn phải ở phòng bình thường để theo dõi thêm một ngày. À, sẽ đến thăm tôi. Được. À, anh Phong cũng tới. Vì lúc sáng anh điện thoại cho tôi, nó là tiện đường tới thăm cô. Thật ra vậy thì càng tốt, tôi có cơ hội nói rõ ràng với anh. Cũng đúng. Nên sớm để cho anh biết được chuyện này. Hay để tôi nói với anh. Nếu mà tôi có cơ hội, tôi cũng nói với anh. Được. Để lát gặp. Bye bye. Bye. Jackie, chị Kelly không sao, có thể xuất viện. Tôi đã nói là có trời phù hộ. Jackie, thế tâm bệnh viện của con đã dễ xong chưa? Xong rồi, định về ba cha cho cơ Kelly. Coi coi. Không tệ ha. Nè, tới giờ rồi, bà xuống màu lên. Đồ ăn của nhà thương thì khiến người ta bị lạc miệng. Kelly xuất hiện nhất định của tổ chức của đại phòng phố hay là BBQ. Được, tới nhà của anh. Được. Tôi chừng trước. Được, chuyện gì? Cây bồi lên vẫn chưa có thể bỏ được chuyện của Kelly. Không phải là không thể bỏ được, chỉ là gặp nhau bấy lâu, chỉ cần có thời gian. Có nghĩ tới khe thì sẽ phát triển một cuộc tình khác hay không? Rồi sẽ có một người cua cổ. Anh nghĩ sao? Cổ là người đẹp mà. Thì có thể bỏ được sao? Khi không vô cớ sao phải chuyện này? Trả lời tôi trước đi. Thì coi là ai cua cổ. Trước tiên là phải tốt bụng, tướng tá. Cho dù không đẹp trai nhưng mà cũng phải như tôi. Tuy nhiên nếu tôi thấy cổ cặp với người khác thì trong bụng cũng phải không. Tôi đã có linh cảm. Hôm nay anh sẽ tới. Tôi không muốn anh cứ quấy rầy tôi. Đừng có nói gì vậy. Lát lên trển nói chuyện với chị hai phải chịu một chút. Chỗ này là nhà thương. Được. Nếu anh không tin tôi, một lát lên trển coi chừng tôi. Thôi đi, tôi không lên. Tại sao không lên? Anh tới rồi, hai người lên đi. Để tránh một lát, cậu nói tôi là giở trò. Tôi không muốn thì đi không vui. Hả? Anh cũng gì có ý đẹp. Thì bây giờ đã hoàn thành ý đẹp rồi. Đi trước nha, bye. Outside the bluebird can.
Tôi muốn kiếm của Khang Hữu Lam. Chờ chút. Khang Hữu Lam đã chuyển qua phòng bình thường, phòng 305 đầu 3. Cảm ơn. Để chuyển qua phòng bình thường à? Chị hai không phải ở phòng cách ly hay sao? Báo cáo khám nghiệm cho biết không có cảm nhiễm. Một chút về phải nấu cháo, chổng ăn đồ của nhà thương khó ăn quá đi. Tôi đi mua miếng bánh cho Kerry. Để tôi đi mua. Vậy được, tôi lên trận trước. Hai, đổi phòng bình thường khá hơn có phải không? Ừ, cũng được mà. Anh Phong đâu? Anh nói đi chung với anh mà. Anh nói là bằng việc đi trước. Anh cũng không cần tới thăm em. Em đã xuất viện. Kerry, anh vẫn chưa có nói gì anh. Không sao. Để lát mới nói. Có cơ hội mới nói cho anh biết. À không, Kerry. Hay là gì? Chờ em xuất viện, em sẽ nói với ảnh được không? Chị hai, hôm qua bận rộn quá, bữa nay mới tới thăm chị. Không sao, thấy em tới chị đã vui. Nghe anh bạn nói là chị đã không sao. Bác sĩ nói chị không có bị cảm nhiễm. Em đi chung với anh bạn. Chỉ là bắt gặp ở dưới thôi. Anh Phong cũng tới, nhưng đột nhiên nó có chuyện rồi bỏ đi. Vậy sao? Ăn bánh đi. Được. À, chắc kì đã dễ tấm tiệp khám bệnh cho cô. À, dễ thương quá. Ăn đồ đi chị. Được. Ồ, ngon lắm. Cô đưa tôi đi đâu? Tôi còn phải đi làm. Ý, anh còn có nặng công việc đó hay sao? Tôi tưởng anh một lòng muốn người ta khai trừ anh chứ. Lại dở trò gì? Đúng rồi, thì đi chơi. Tôi dẫn anh tới sân giải trí chơi đó. Làm trị liệu này thì khó chịu lắm. Phải. Nicky vì ngồi trên xe quá lâu cho nên khiến bắp thịt đã bị teo lại. Cô phải thường tới làm trị liệu vật lý. Bao lâu làm một lần? Mỗi một tuần lễ tới 2-3 lần. Nhưng mấy năm nay tình trạng đã chuyển khá hơn. Mỗi tháng chỉ cần làm 2 lần là đủ. Tuy là 2 lần, nhưng nỗi khổ này không phải ai nấy đều chịu nổi đâu. Có nhiều người vì chịu không được đau đớn này đã bỏ cuộc lưng chừng. Chỉ là Nicky mới kiên trì được bấy nhiêu năm. Nicky từ ngày từ ấy cao dữ lắm. Nào cách mấy cũng không muốn cho người ta nhìn thấy. Cho nên lần này của những anh tới đây tôi không thấy kỳ lạ. Được rồi, bye bye. Đón một trận mù thôi, có người thiệt nhẹ nhàng. Tôi đẩy cô. Không cần, tôi có tay chân mà. Nicky à, xin lỗi, trước đó tôi xử tệ với cô, tôi... Tội cái gì? Đi đi. Đi đâu? Thì đi ăn kem, nhưng mà anh phải đợi đó. Ok. Có biết không, hồi lúc nhỏ tôi cũng giống như anh, thấy thế giới này thiếu hoàn mỹ tốt đẹp. Bởi vì tất cả những bi kịch, những chuyện bi thảm chỉ có trong phim mới có. Ai dè, vậy suy nghĩ được một cái... Bị cái xe đụng trúng,
Rồi đời người của tôi bắt đầu phải viết lại. Ban đầu tôi cũng không có thể nào chấp nhận. Nhất là mỗi lần làm trị liệu vật lý thiệt đau lắm, giờ tôi khó chịu. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng có thể khắc phục. Anh biết nguyên nhân gì không? Sao? Là nhờ với kem này. Làm ơn cho hai phần kem hương thảo. Cảm ơn. Được, để tôi đổ xe lại đã. Anh biết không, hôm xưa tôi không thích ăn kem. Nhưng mà mỗi lần làm trị liệu vật lý xong, ba của tôi nhất định dẫn tôi tới đây. Đãi toàn kem dỗ ngọt tôi. Lại có quan hệ gì với kem? Đương nhiên có quan hệ. Anh có biết lúc đó tôi nghĩ, làm trị liệu vật lý đã đau như vậy rồi, nếu như cả kem cũng không thấy ngon thì đời người còn có ý nghĩa gì? Vậy thì không đáng. Cho nên tôi đã tự nói với mình, kem thì là ngon, tôi thích ăn kem, ăn một cách ngon lành. Hả, thiệt lạ lắm. Sau đó thì tôi lại nghĩ mọi sự đều khác đi, cả kem cũng thấy ăn ngon hơn, đi làm trị liệu vật lý cũng không mấy đau nữa. Thiệt hả? Tuy rằng như là tự gạt mình, nhưng mà thì hữu hiệu. Nếu anh không tin thì thử coi. Vậy được. Thiệt hờ. Lạnh quá. Ai kêu ăn miếng lớn như vậy, đương nhiên là bị ê cả răng. Nhưng mà ăn kiểu này thì thấy ngon. Cảm ơn Nicky. Được cái sáu. Dạ, ngon thiệt thêm mấy miếng nữa. Mình đi. Hả? Tôi còn phải thi cử. Thôi được, còn không đi mau. Thì đi, mau lên, tôi đẩy cô. Đã nói không cần. Đi gấp kìa, tôi nói không cần. Mau lên. Ê, ngồi vững, ngồi vững nè. Bắt đầu chạy. Chạy nè. Đây. Sếp bên. Sếp trẻ gì tôi tưởng anh không thi chứ. No sir, tôi đã sẵn sàng. Good. Với tình trạng an toàn, làm xoay vòng từ đồng 180 độ cho tôi coi. Yes sir. Độ cao 1500. Máy bay vững vàng. Cửa kho đóng, bánh xe mở. MCQ, check vô. Tôi đây vững vàng, bắt đầu luyện tập. Phi công gọi nhân viên, có hai cái engine bị hư. Cầu cứu, cầu cứu, cầu cứu. Mỗi một phút chuyển bánh, cực tốc, trang bị đáp xuống, thả xuống và khóa chặt. Off, bánh trước, đáp xuống, bắt đầu, đáp xuống. Quay lại khóa thi này có gì muốn nói với tôi không? Thank you sir. Khỏi cần cảm ơn. Thật ra trước đó tôi đã dạy nhiều phi công. Anh có phần khác với họ. Anh thiếu tự tin và không có tính nhẫn nại. Cho nên tôi thấy không có mấy lạc quan tới anh. Trước đó nhà của anh xảy ra nhiều chuyện. Tôi biết áp lực của anh rất lớn. Nhưng mà nếu như vậy mà anh không có qua được cái ải này thì anh quyết không phải làm phi công tốt. Tôi hiểu. Ở trên máy bay bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu như ngồi ở chỗ phi công thì phải tự nhờ mình, không ai giúp mình. Anh có giận tôi không giúp anh không? Sao tôi lại giận sếp? Nhưng mà trải qua chuyện này tôi càng minh bạch hơn. Có nhiều chuyện phải nhờ mình đứng đầu. Nếu trực thăng có hai engine vừa bị hư mà anh có thể đáp xuống an toàn,
Như vậy có nghĩa là anh còn có cơ hội bay lại. Lần này thì anh đã học tiêu chuẩn, sau này phải coi mình anh tự đương đầu. Nè Sư Trò. Ê, sao rồi? Chiều nay Tăng Sử có rảnh hay không? Anh muốn hẹn hả? Tôi không đi. Tối nay tôi muốn về nhà coi báo cáo. Không, không phải là đi chơi đâu. Là có chuyện thật quan trọng, muốn nhờ cô giúp đỡ. Có chuyện quan trọng chứ gì phải kiếm Khả Ái. Anh kiếm tôi, không lo Khả Ái không có tha cho anh hay sao? Không phải, Khả Ái đã làm xuất quạch đằng sau mà. Phải, cô bị tôi tới kiếm cô. Hả? Tới đi, chuyện này thật là quan trọng. Liên hệ đến hạnh phúc chung thân của tôi. Hai người làm gì đây? Dạ Lạc, hay. Chào. Nicky, tôi đã pass. Thiệt? Có nghe tôi nói không? Hả? Tôi đã pass. Tôi nghe không rõ anh nói gì. Tôi nói, tôi đã đậu, tôi đã pass. Biết ta thôi, đã biết rồi. Tôi làm chức gì đây? Chủ nhiệm thông tin, vô tài liệu của đội phi hành, sao lại không biết? Chúng tôi biết. Thì ra các người thâm lòng chơi tôi. Hay, thì đủ điểm như vậy cho anh, sao anh cũng không có buồn chứ? Dĩ nhiên bắt chúng tôi là lắng bấy lâu, trên một lần không được sao? Phải, nè, anh đi bỏ tình khắp nơi, cũng định là ăn mừng chung với anh em mà, có phải không đây? Đã ăn cơm. Ok, nhưng không phải tôi đã ăn cơm, mà là đã ăn kem. Wow, sao tiện quá vậy? Nicky. Hi. Sao nhiều đồ vậy? Mua sắm hả? Còn tưởng cô không thể ra ngoài. Hay là gì? Kiếm tiền kem đãi cô ăn. Hey, sao không nói nhất tiện tiền lợi mua cây cà trem cho tôi rồi thôi. Đãi cái tặng kem thì không có thành ý. Sao không có thành ý? Cô nói đi ăn kem, tôi lập tức đi mua một hộp thiệt lớn cho cô nè. Cô là hiệu Thụy Sĩ, cô nói là không thành ý, phải hài lòng mới đúng. Chị không phải hài lòng lắm đâu. Nè, đãi toàn kem đứt tay làm thì mới có thành ý chứ. Được hay sao? Làm xong còn phải bỏ tủ lạnh. Thiệt là khá khá khó. Nhãn hiệu này thì không tệ. Vậy xong rồi, bỏ vô tủ lạnh là có thể ăn. Để coi coi. Rồi thì bỏ bột, chocolate. Dạ. Đọc có rõ ràng chưa? Bỏ đường trước đó. Bỏ qua luôn. Phải bỏ đường trước hả? Được, để tôi coi. Thiên. Chuyện gì? Thiếu gì hả? Để anh ngồi yên. Chuyện gì? Đừng có quay đầu. Coi nè, mồ hôi đầy trán, nhiễu xuống là chết ngay. Cô nói thì được rồi. Thật ra thì anh có biết làm hay không? Không biết cô nói với tôi. Tôi biết. Thật ra là nhà anh đậu là nhờ tài cán của anh, cho nên không cần cố tình đãi toàn. Đâu phải, phải cảm ơn cô. Nếu không nhờ cô, tôi nghĩ bây giờ tôi vẫn là một đống phế thải. Cả việc làm ăn cũng sẽ bị mất. Thật, nghiêm trọng vậy sao? À phải, dạo này ba của anh thế nào? Thì cũng vậy. Tiền nợ thì từ từ trả. Nhưng mà lần này ba tôi đã làm sai. Nếu như ông bị phán tù, tôi cũng phải chấp nhận. Sao bây giờ khéo suy nghĩ quá vậy? Nếu như một lát làm được ngon, cô phải ăn hết. Hờ, muốn khiến tôi bị mập hả? Tôi mập rồi, chứ không ai lấy tôi. Không ai lấy thì tôi lấy. Vậy có phải không tốt không? Chị dẫn chúng tôi về nhà ăn cắp đồ. Cái gì? Chị cũng nói là nhà của tôi rồi. Nói về ăn cắp khó nghèo quá vậy. Thì phải, chúng tôi cũng vì hết cách mới làm vậy thôi. Anh còn nói. Anh hỏi sếp phòng thì biết liền. Tôi đã hỏi nhiều lần, hồi thì nói không nhớ, hồi thì nói không biết. Anh không chịu nói thì thôi, cũng là người của đội phi hành. Chị đâu có thể nói như vậy, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi phải biết là ai, rồi sau đó nhất định đi nói cảm ơn một cách long trọng. Ê, đừng có nói nữa. Tuy rằng tối nay ba má tôi đã về quê, không ở nhà, nhưng mà còn anh hai. Hả? Chị không phải nói không ai ở nhà sao? Thì phải, nghe nói là anh Phong sẽ về thiệt tối. Không phải, nhưng mà anh đâu có nói với tôi là mấy giờ anh về, và cũng không nói là không về. Vậy hả, anh với em lên trịnh kiếm, sanh trai dưới đây coi chừng. Đi, ê, không được, tôi không canh chừng. Ê, đừng có sợ, chị đứng trên cầu thang chuẩn bị. Nếu anh hai về tới, lập tức xông vào phòng báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hiên ngang xuống từ từ. Anh hai không có nghi ngờ. Cùng lắm chị nghĩ các người tới trò chuyện hay ăn đồ. Phải hả? Dĩ nhiên không được. Phải để cho Khả Ái coi chừng.
Nếu như sếp Phong về tới thì chị kêu lớn lên. Chừng đó tôi với chỉ cần giả đò từ trong phòng đi ra, ít ra sếp Phong về tới cũng không thấy là lạ. Vậy thì phải, vậy chúng tôi lên trển, em phải la coi chừng. Ê, vậy đâu có được. Nè, nè, kiếm cái gì? Không biết. Không biết. Phải, sếp Phong không nói rõ ràng, chỉ nói là giữ kỷ lục, rất có thể là báo cáo công tác, và cũng có thể là báo trách, cái gì cũng có thể. Như vậy là cái gì cũng phải kiếm hả? À, tôi phụ trách máy vi tính, anh kiếm chỗ khác. Ok. Chuyện gì? Cô coi. Chìa khóa xe thôi. Cô biết chìa khóa gì không? Đây là chìa khóa xe của xe ông già hồi trước của sếp Phong đó. Tôi nghe nói là chứng minh tình yêu của ảnh và Carrie. Và sau đó thì đã chia tay với lại Carrie. Chiếc xe cũng đưa đi làm sát dụng. Tôi tưởng là một việc êm xuôi. Thì không ngờ sếp Phong lại lén lén giữ chìa khóa này. Thiệt là tình dài quá. Một người đàn ông tốt như vậy nhất định là nhân của mạng của tôi. Nè, cô nhớ lại đi, anh tới đây kiếm kỷ lục hay là tới kiếm chìa khóa đây, nói đi. Phải hả, chúng ta tiếp tục kiếm. Nè, qua đây coi coi. Sao? Đây là tài liệu và báo cáo công tác của sếp Phong, coi nè. Không sai. Coi 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 coi, năm 96. Ngày 14 tháng 7. Là anh hả? Hả? Trời đất ơi. Đúng là anh. Sao lại như vậy? Nè, là ai hả? Rõ ràng là đẹp trai mà. Tại sao lại là anh? Anh hai của em hả? Hỏi anh đó, anh có nghe không? Ê, anh hai, sao về sớm vậy? Bộ muốn kia xong thì sao đây? Dạ không phải, máy của em bị hư. Anh biết nó thường hay bị hư mà, chỉ cần tới sửa cho em. Cái máy của em, lâu nay em sửa máy cho nó mà. Máy của nó bị hư không phải là máy của em sao? À phải, vừa rồi máy của anh bị hư, em qua sửa cho ảnh. Nhưng mà bình độc của máy ảnh lại lây qua máy của em, cho nên lại tới sửa cho em, là vậy thôi. Phức tạp nhỉ. Sandra, cô cũng tới sửa máy hả? Nè, anh mua gì đây? Ý, máy MP3 là hàng tốt đó. Đi làm gì tháo đồ? Gì, anh mua tặng cho em mà. Em đâu phải là sinh nhật đâu mà tặng. Thì sớm muộn cũng tặng cho em. Mày muốn tính. Nè, thiệt là không hiểu. Anh không hiểu cái gì, nói ra nghe coi. Vừa rồi tôi anh không hiểu tại sao máy của tụi em đều bị trúng độc. À nè, Sandra, anh hãy về với chị đi, kiểm tra coi máy của chị có trúng độc hay không. Chị biết trúng độc lan tràn mau lắm. Tôi mở cửa cho anh chị về. Nè, về đi, bye bye. Chị không biết làm cái gì đây. Ngon thiệt, làm ơn. Còn ăn hả, bị mập đó. Chị, tôi không sợ mập. Bao nhiêu, muỗng đủ chưa? Không đủ, nhiều một chút. Ờ được. Mập một chút cũng đẹp. Ăn đi. Nè, cái tô này ra sao? Tô này hả? Hình như là không tốt. Tôi nghĩ ra. Đừng có phó. Múc một ít lên kem của anh, quậy đều coi là mùi gì. Đừng nghĩ hay. Tôi đút cho cô. Cái gì của anh làm ra thì anh tự ăn. Cô biểu làm mà. Nè, nó không ăn. Cô thử đi, ăn đi. Ngon lắm. Không ăn. Chỉ cần. Nước kìa tới rồi. Phải, gia lão mua hộp kem thì lại lớn quá. Các anh đi vắng rồi, để tôi ăn tôi thấy tiệc no. Anh chị từ từ ăn đi. Sandra, qua đây. Anh bị gì vậy? Rốt cuộc anh biết ai là nhân cứu mạng của anh? Vậy thì tố, lâu nay anh muốn biết. Nè, anh biết được rồi nên dù mới đúng chứ. Coi tướng của anh kìa, sao buồn quá vậy? Tại sao? Tôi không biết. Tôi có chuyện muốn về phòng trước. Từ từ ăn nha. Có thấy Sandra có vấn đề không? Tôi không thấy. Nè, anh thấy sao? Không, chỉ là ở chung nhà bận tâm chút. Được vậy tốt. Nè nè, tôi cảnh có anh đừng có suy nghĩ dữ dẫn. Hả? Không, tôi sợ thiết chừng vì vấn đề cảm tình hỏi này hỏi nọ thì sẽ làm phiền tôi chết. Thực ra, cái chuyện cặp kè nếu thành công thì đỡ.
Nếu không thì dẹp đi. Hồ, làm lại bạn bè cũng tốt. Như vậy thì suy nghĩ chín chắn đi. Chín chắn, chín chắn. Dạ không, tôi muốn coi sếp Cường hôm xưa đẹp trai kiểu nào. Anh không có gì chứ, kiếm tôi có chuyện gì? Cho sếp. Cảm ơn sếp Cường. Cho tôi à? Năm 96. Phải, của tôi dễ hồi nhỏ, đã cất lại gần 10 năm. Bây giờ mới đưa cho tôi à? Ngày 14 tháng 7 năm 1996, khi sếp làm người thông dây đã từng cứu mạng của tôi. Có chuyện này sao? Dạ phải, tóm lại mai này, sếp có chuyện gì kiếm tôi làm. Tôi xích chỉ cần, lên núi xuống biển cũng không chừa. Anh không bị bệnh chứ hả? Có bệnh gì hay không? Đâu có, tôi thật là nghiêm túc. Từ nãy có chỗ nào dùng được tôi, nhớ nói với tôi. Được, để tôi suy nghĩ chút. Còn chuyện gì? Còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Có ai nói với sếp là sếp đẹp trai không? Chuyện gì? Có ai nói đẹp trai? Tôi nghĩ chắc là không có mà. Đã nói là con nít, không biết phân biệt đẹp hay là xấu. Vừa rồi bị đập trúng đầu hả? Không phải. Tóm lại cảm ơn anh đã cứu mạng của tôi. Tôi đi làm việc trước. Cảm ơn chị. Xin chào. Chị đẹp. Sao rồi? Không gì. Đừng tới ngồi xuống đi. Có biết dùng không? Chuyện gì mà kêu rác dữ vậy? Chuyện của MP3. Có phải không biết được nhạc hay không? Tôi có sách nói có thể gắn vô máy gì tính thu âm nhạc. Nhưng bây giờ chỉ nghe được radio. Không biết gì lý do gì. Không thế nào vậy đâu. Nếu như thu không được thì lấy trả cho đại lý. Mới mua có thể đổi lại mà. Tôi biết. Nhưng mà tôi phải xài gấp. Anh không phải sử dụng hay sao? Tặng quà. Mua cho Harry, có nhà thương buồn chán. Tôi định thâu nhạc cổ điển cho cô nghe. À, trả lại đây, để tôi hỏi Jimmy. Còn cô, thì đọc sách chứng minh giùm tôi. Nếu như biết sửa thì kiếm tôi, cảm ơn. Như là không phải chỗ này. Chắc là Nguyễn Kiện xuất hiện vấn đề. Không thể nào ba người là công trình sư mà không biết sửa. Hey, chúng tôi chỉ là công trình sư máy bay thôi. Đâu có phải là thợ điện. Kiếm người khác đi. Tôi định thâu một ít nhạc mới tặng cho người ta. Thế anh khẩn trương gì vậy? Chắc lấy về cho em gái hả? Cái chuyện này á giao cho Chí Cần Đo đi ha. Thật ra phải đem tới nhà thương gấp tặng người ta làm quà. Chúng tôi thiệt hết cách rồi. Anh à, coi thằng Quyền có cách hay không đây? Được, được. Quyền à, có biết thâu nhạc MP3 làm sao không? Đừng có giải thêm trò nữa. Có biết anh thiệt viên không đi? Sao đây, tôi kêu anh đi thăm chị của anh. Đâu có biết hai người gây gỗ. Anh đừng có xen vào chuyện của chị tôi nữa. Ok. Được, cảm ơn. Có gì muốn nói cho tôi? Tôi muốn nói là lúc sáng ở nhà thương. Tôi biết rồi, không cần nói. Tôi mới bị thằng Quy chửi cho một trận đi nè. Có phải tôi thiệt nhiều chuyện? Tôi chỉ quan tâm tới Harry thôi. Tôi kêu thằng Quy tới thăm cổ. Tôi biết cổ biết, tôi kêu thằng Quy đi. Nhưng mà đâu biết họ gây gỗ. Còn có cái này, tôi định thâu nhạc cổ điển cho cổ nghe. Có bộ không cần nữa rồi. Thôi bỏ đi. Anh muốn nói thứ này à? Thôi được, không cần nói. Tôi biết, tôi hiểu. Ok. Nè, đã 4 giờ tới giờ tan sở rồi. Tôi còn chuyện phải làm. Anh đi trước đi. Vậy không chờ chị, bye bye. Tại sao lại không được vậy? Thì coi như là kiếp trước nợ của anh.
Alo, tôi đã mua máy MP3 đại lý của các người, nhưng không hiểu tại sao tôi thâu nhạc rồi lại không thể nghe được. Đưa qua cho các người coi hả? À được, làm ơn cho tôi biết địa chỉ. Hả? 5 giờ là đóng cửa. Bây giờ là 4 giờ mấy rồi. Được, tôi sẽ tới ngay. Cảm ơn. Nè, đem MP3 cho tôi. Tôi sẽ đem sửa cho anh. Không cần đâu, khi khác đi. Không, sẵn tôi phải ra ngoài mà. Tôi biết anh gấp gáp, muốn lấy cho Carrie thì có thể sửa lại, tôi lấy đi giùm anh. Tôi thiệt không có gấp. Anh thiệt là phiền quá, coi như tôi tặng cho Carrie. Tới giờ rồi tôi phải đi, mau lên đi. Tài xế à, xin hỏi còn bao lâu mới tới? Tôi thiệt là gấp lắm, có thể bọc được hay không hả? Cô hai à, đằng trước này không lâu đã tới. Hay là cô tự đi bộ đi, có lẽ được nhanh hơn đó. Vậy được. Nè, chờ chút. Xin lỗi, tôi gấp quá. Máy bay. Không ạ, chờ chút. Vừa rồi tôi gọi điện thoại tới. Anh xin lỗi cô, chúng tôi nghỉ việc rồi. Thì quan trọng lắm, tôi phải dùng gấp đó. Anh làm ơn. Ngày mai cô tới sớm đi. Không được, thì quan trọng lắm. Anh làm ơn đi mợ. Thôi được. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Không gì. Cái máy này đã từng bị rớt xuống đất hả? Nhưng mà không sao, thay cái chốt được rồi. Đã qua thời gian bảo hành chưa? Chưa đâu. Làm ơn cho cô dễ bảo hành. Tôi đang qua bệnh. Tại sao sơ ý lại quên lấy chứ? Đâu? Đâu bạn? Thấy đâu có. Trong cái hộp hả? Không có luôn. Không. Không có mà. Đang kiếm cái gì? Không, Sandra giúp tôi lấy cái máy đi sửa. Nhưng mà quên mất giấy chứng minh. Hả? Trong hộp đâu có. Chỉ có cái máy biến áp. Phải. Đã kiếm khắp chỗ rồi, không có. Làm rớt ở dưới đất. Cái số là VA638269. Alo. Anh đang đi. Em đang định gọi cho anh. Dạ. Yeah. Thế nào, bộ hôm nay bận lắm hả? Cũng không phải là bận lắm. Anh có chuyện muốn nói với em. Anh đã sắp tan sở. Qua bữa anh rồi mới nói. Ồ, được. Bye bye. Bye bye.
Anh có còn nhớ em đã có nói về sự khác biệt của con người và thú vật hay không? Là cái gì? Con người biết giấu giếm cảm tình chân thật của mình. Nhưng hôm nay em muốn nghe lời chị. Anh Phong là bạn thân của em. Anh nói không ra nữa. Chứ dù sau này có cơ hội, anh nghĩ nhất định cũng nói không ra được. Xin lỗi. Em hiểu. Xin lỗi. Anh không cần phải nói xin lỗi với em. Anh nói lời thiệt với em đã vui lắm. Nay anh đã có quyết định như vậy, em tôn trọng sự quyết định của anh. Em thấy mệt, em phải trở về phòng nghỉ. Anh cũng về đi.鹰一般飞翔，振翅看海洋，不怕天气多无常，高飞不一样，忘记了以往心里的方向，心太多看不到降落场。创造天空找我理想，用尽